Xin mến chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay Huấn Audio làm một video giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới nữa của nhà mình. Đó là dòng vang cơ. Do nhiều bà con bảo do vang số, nhiều bác cũng bảo là tuổi cao nên học vang số nó không vào. Với cả tâm lý của nhiều bác vẫn sợ cái từ số, nghĩ từ số là cao siêu. Nên là mình đã nhập loại vang cơ về. Đây là con Yamaha DSB99. Đây là một sản phẩm mới nguyên hộp mà được sản xuất ở Trung Quốc. Mình về một thùng nó được 5 hộp. Vì mình cũng bắt đầu triển khai dòng sản phẩm này. Do cứ làm vang số mãi, bà con thì bảo không có vang cơ. Mình sẽ làm. Sau đây mình sẽ tháo nó ra. Tháo một chiếc vang cơ này ra, nguyên hộp. Dòng này nó lại mở đằng đằng hồi này. Chứ không phải mở đằng mặt nhưng mà đằng cái đó. Nó có một gạt đây nãy ra, gạt lên, nồi nó ra. Nó sẽ có hai cái xốp chặn hai đầu để vận chuyển không bị ảnh hưởng đến thân máy. Đó, đây phụ một cái máy mới đi cùng đây, mình bóc ra nó xem nó có gì. Là một thân máy này. Và bên trong là một sách hướng dẫn này. Mình đổ hết ra. Đó, là hết rồi đấy. Sao lại không có gì đâu. Đó. Một sách hướng dẫn, một dây nguồn ba chân dạng nồi cơm điện. Một dốc tròn này đó. Và một quyển sách hướng dẫn. Sản xuất Trung Quốc thì mình nghĩ là đa phần là tiếng Trung, còn một số từ cơ bản thì vẫn là tiếng Anh thôi. Đây là ngoài sơ di nó đầu tiên nó sẽ nói về cách đấu ghép đó. Tín hiệu vào là DVD đấy, mình cắm vào đây input đấy. Đây là dây nguồn vào đấy. Còn các đường, một đường ra súp, một đường ra loa. Ra loa thì bắt buộc các bạn phải xuống một cục đẩy hoặc một cái âm ly ra hai loa. Và con này là có đường mic đằng sau và có hai num bát tép vào đây. Đó. Mình sẽ mở con này ra, còn mình sẽ làm một video để test chất âm của con vang này. Đây một chiếc vang khi mở ra như này đấy. Đó. Nó có ba đường mic 1, mic 2, mic 3. Và sẽ tương ứng với mic 1, mic 2, mic 3 ở 3 volume. Và có một nút hiệu ứng echo riêng đây. Echo riêng này. Đó. Và một nút delay riêng. Đó. Và có ba cái nút tín hiệu cho echo này. Mic von và mic von. Đó. Và hai nút AB dài ngắn ở đây. Nó sẽ tương ứng với hai cái đường tín hiệu vào AB ở đây. Con này đặc biệt là con đường mic sau mà. Cho mọi người. Đó. Một rắc nguồn, một công tắc tín hiệu vào và cái nút xuống bên, một đường xuống súp hơi, cắt súp đấy, là hai đường xuống đẩy, thì xuống đẩy. Đó. Con này thì chắc chắn là dễ dùng rồi, nhìn cái phương diện này thì chắc chắn mọi người biết là dễ dùng. Đó. Đó. Sản phẩm được thiết kế cũng tương đối đẹp. Đó. Mới luôn nguyên hộp, mình bán ra với sản phẩm với giá 1.400.000 bao ship toàn quốc. Bà con nào có nhu cầu mua dùng, mình sẽ phân phối về tận nhà với giá 1.400.000 bao ship toàn quốc. Mình xin phép được dừng video này đây. Xin thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio.